Nhớ bấm thích, bình luận và đăng ký theo dõi ủng hộ team mình nhé. Liên hệ quảng cáo qua tổng đài 02439982828 hoặc Zalo 0971155115. 1990, với sự góp mặt của ba nữ diễn viên xinh đẹp đều sinh năm 1990 là một trong những bộ phim Việt Nam đáng chú ý nhất trình chiếu vào tháng 4 này. Nội dung bộ phim kể về cuộc sống khó khăn, vất vả để có thể đạt thành công ba cô gái trước cột mốc bước sang tuổi 30. Gia đình, sự nghiệp, hôn nhân, tình yêu khiến cho cả ba người phải suy nghĩ và có không ít sóng gió trong cuộc sống. Linh Lan, Ninh Dương Lan Ngọc được miêu tả là mẫu người sống vì chủ nghĩa tình yêu hoàn mỹ, là một nữ giám đốc tài chính thành đạt và hạnh phúc với tình yêu 8 năm cùng doanh nhân Vũ Nguyễn. Ẩn sâu trong Linh Lan lại tồn tại nỗi ám ảnh vô hình với sự trói buộc của hôn nhân. Linh Lan không hiểu tại sao cô không thể sống mãi trong một tình yêu đẹp cùng Vũ Nguyễn mà phải đi đến quyết định lập gia đình với biết bao ràng buộc. Chẳng lẽ Linh Lan sợ cái viễn cảnh mà rất nhiều người đã nhắc đến, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu hay sao? Sang đến cô gái thứ hai trong bộ ba 1990, Jessica Diễm, khán giả lại được chiêm ngưỡng một hình ảnh hoàn toàn khác. Cô hiện đang là một người truyền cảm hứng nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, lại còn giữ vị trí dẫn dắt trong một chương trình thực tế ăn khách. Bên cạnh vẻ ngoài xinh đẹp và tính cách thông minh, Jessica Diễm thu hút người khác bởi thái độ sống độc lập, mạnh mẽ cùng tuyên ngôn không cần đàn ông của mình. Sau nhiều đổ vỡ trong tình cảm, dường như cô gái kiêu hãnh Jessica nhận ra rằng cô không cần dựa vào bất kỳ ai để trở nên hạnh phúc. Khác với hai người bạn thân của mình, Nhất Ca lại là một nhà văn trẻ lựa chọn kết hôn sớm, hiện đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Hình ảnh chiếc nhẫn, biểu tượng của hôn nhân, hiện hữu trên bức ảnh của Nhã Ca như lời khẳng định về mong muốn nhanh chóng yên bề gia thất, ngày ngày lấy việc chăm sóc gia đình nhỏ làm niềm vui. Xong, lựa chọn kết hôn sớm cũng đồng nghĩa với việc Nhã Ca cần sẵn sàng đối mặt với sóng gió bởi tình yêu đôi lứa đã bị ràng buộc bởi trách nhiệm cuộc sống. Khi những cơn bão lớn đột ngột ghé thăm, Nhã Ca buộc phải học cách buông bỏ bớt nỗi sợ và sự yếu mềm của mình. Nếu các bạn chưa biết, mình xin nhắc lại thông tin rằng trước đây, phim đã hứng chịu một số nhận xét tiêu cực từ khán giả khi tung trailer ngắn có nhiều phân cảnh mang tính chất tình dục câu giật, lố lăng. Điều này cũng chứng tỏ một điều rằng nhà sản xuất không quá tự tin vào kịch bản của phim sẽ tạo nên một cú hích thực sự trong phòng vé. Và thế là họ quyết định chơi chiêu nhằm câu kéo khán giả. Xem qua trailer, có thể cảm nhận rõ ràng đây là một bộ phim theo kiểu mì ăn liền, không quá hay không quá dở. Nếu ai thích những giây phút giải trí trong một mạch truyện nhẹ nhàng pha đôi chút hài hước thì phim này là một sự lựa chọn không tồi. Team VTG T6/2006 chỉ đạo nội dung Ngọc Khánh, biên tập hình ảnh Yến Trang, biên tập âm thanh Xuyến Chi, chịu trách nhiệm sản xuất Thanh Long. Nếu các bạn yêu thích video thì nhớ bấm thích, bình luận và đăng ký theo dõi để ủng hộ bọn mình nhé.